Hello anh em nha. Hôm nay em giới thiệu đến anh em mình mẫu cực kỳ lạ luôn này. Rất là giống con té bích luôn. Đây em có sẵn một con té bích đây để cho anh em so sánh nha. Đấy. Màu là y chang luôn, tên tiếc rồi. Khác mỗi cái tên thôi. Đây, X-Bare. Cũng đọc là Sabare cũng được. Cũng sản xuất Indo nhá, màu đỏ nhám 28. Con này thì hai con của em bán đồng giá cho anh em mình là 44 triệu 500 ngàn một xe. Đó, hai xe đều biển số Sài Gòn rất là đẹp luôn. Chìa khóa, tiếng, cái thứ là còn đầy đủ hết ha. Đó, em bé này thì hôm nay giới thiệu cho anh em với hai chìa đầy đủ. Ô đồ 7 ngàn. Rất là đẹp luôn. Xe này thì nó bắt đầu nó ngưng sản xuất là nó ra con MT15 này. MT15 thì bên nhà em rất là nhiều, lúc nào có tầm khoảng 10 cái đủ màu cho anh em mình. Anh em nào mà thích cái mẫu T-Bix này thì không thể bỏ qua video này. Em có hai con rất là đẹp. Xe này thì nó rẻ hơn MT15 cỡ tầm khoảng 10 triệu. Em lưu ý là hai xe đây là đều là xe cọp nhé, không phải con cọp mà xe rất là ít đi luôn. Biển Sài Gòn này, con 59G2, con này 59S3 nhé. Hai xe đều cam kết là máy móc zin nguyên bản cho anh em mình, ô đô chuẩn, không tai nạn đâm đụng. Cam kết là nước sơn zin 100%. Xe rất là đẹp. Em đã rửa ráy kỹ càng và kiểm tra trước khi lên sàn rồi. Đó, rửa ráy sạch sẽ cho anh em mình. Két nước cũng khá là đẹp luôn. Em này chủ đi rất là kỹ nhé. Ốc tán sáng trắng này. Đây. Ốc cốt này. Băng sen nhông xuyên dĩa này. Con này thì lên ở chống giữa rồi. Đó, ốc cốt sau này. Sẽ cố gắng quay chi tiết để cho anh em mình tham khảo nhé. Cái mẫu T-Bix này thì nó là 5 số, còn MT15 là 6 số, công nghệ VVI. Nhưng cảm giác theo như em nhận định thì nổ máy lên, cục máy của cái mẫu T-Bix nghe nó sẽ rất là chắc nhé. Chắc hơn MT15 nhiều. MT15 cảm giác nó hơi lỏng lẻo. Đó. Xe là bô zin, đuôi zin, kính zin hết. Nước sơn zin là cam kết cho anh em mình 100%, không dặm tút gì nhá. Ốc tán lúc nào cũng sáng trắng. Đó, đĩa. Giá thì chỉ có 40 mấy triệu thôi. Anh em có xe siêu lướt xài rồi. Con này 7.000 km, con này 8.000 km, đồng giá luôn 44.500. Bên cửa hàng em thì chuyên kinh doanh tất cả các mặt hàng mô tô lướt. Xe nào cũng được, miễn là xe lướt nhá. Mua bán trao đổi tất cả các dòng mô tô luôn. Đó. Em nào có ưng cái mẫu T-Bix này thì có thể liên hệ qua số 0974847553. Số điện thoại và địa chỉ em sẽ luôn ghi ở dưới phần bình luận và mô tả để cho anh em dễ tìm nhé. Ok. Clip xin dừng đây thôi. Nếu anh em nào thấy hay cho xin một like và đăng ký kênh nhé. Ok.